một công trình trọng điểm của huyện, hứa hẹn sau khi đưa vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất cho hàng ngàn hecta đất nông nghiệp của ba xã Nam Ninh, Gia Viễn, Tiên Hoàng và vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đã hơn 12 năm trôi qua, dự án hồ chứa nước Đà Xị tại thôn 1 xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên đến nay vẫn là một công trình trên giấy. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2004, sau khi biết nhà nước quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Đà Xị, ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn 1 xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên rất vui. Bởi không chỉ riêng gia đình ông Hưng, mà đây còn là mong mỏi từ lâu của hàng ngàn hộ dân trong huyện về nguồn nước sản xuất. Tuy nhiên, đã hơn 12 năm qua, kể từ khi có quy hoạch, đến nay dự án hồ chứa nước Đà Xị vẫn chưa được triển khai. Cái dự án này mà không làm ấy, thì là chúng tôi rất là vất vả. Chúng tôi là nói chung là những cây trồng không được chuyển đổi, rồi là đường đi, rồi là các thứ này không có được đầu tư về cho chúng tôi. Không được triển khai xây dựng, đồng nghĩa với người dân khu vực này phải sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, không được sửa chữa. Đất đai sản xuất không được cải tạo, chăm sóc, đường xá, cầu cống không được đầu tư, nâng cấp. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Bức xúc trước tình trạng này, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương tìm cách tháo gỡ. Song vẫn chưa có bất cứ chuyển động gì. Đây là cái lòng hồ mà nói thẳng với các anh là cái lòng hồ Đà Xị này thì nó là cái dự án treo. Mà chúng tôi chưa biết là bao giờ bao mấy lần là chúng tôi đi họp là tiếp xúc cử tri, chúng tôi kiến nghị, nhưng mà trong thực tế thì cũng là cấp trên cũng chỉ trả lời là thôi cũng như lúc nào đó. Thì tôi mong rằng là nếu như không làm dự án thì cũng nên là sớm muộn để cho bà con người ta ổn định về cái cuộc sống. Lũ lụt ở đây thì thường thường vào mùa mưa thì thường xuyên những trận mưa to xuống thì nhân dân phải hứng chịu những cái trận lũ quét ngập cục bộ khoảng 3 đến 4 ngày. Đời sống nhân dân là hết sức là khó khăn, chưa có thiệt hại gì về người. Tuy nhiên thì cũng có một số súc vật như trâu bò thì cũng đã bị trôi cuốn và chết. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ cuối năm 2005, hồ chứa nước Đà Xị có tổng diện tích đền bù trên 270 hectare của trên 160 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Đến đầu năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định phê duyệt dự án đầu tư hồ chứa nước Đà Xị. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng và thời gian thực hiện là 4 năm kể từ ngày khởi công. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 thì Đảng bộ huyện Cát Tiên xác định có 6 công trình trọng điểm mà cần triển khai trong nhiệm kỳ. Trước hết là cái hồ chứa nước Đà Xị. Đối với công trình này thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị chính phủ đưa vào đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Thì đối với trách nhiệm với địa phương thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các cái sở ngành để kiến nghị Ủy ban tỉnh bố trí đầu tư. Với ông Hưng và trên 160 hộ dân ở Tiên Hoàng Cát Tiên chịu ảnh hưởng của dự án hồ chứa nước Đà Xị, ngày ngày họ chỉ biết mong mỏi, chờ đợi. Còn với đảng bộ và nhân dân huyện Cát Tiên, thì đây là một trong 6 công trình trọng điểm được đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 để triển khai thực hiện. Nhưng với tiến độ như thế này thì có lẽ rất khó mà hoàn thành được mục tiêu. Chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một thôn vùng sâu, vùng xa như thế này mà lại có một ngôi trường mẫu giáo khang trang, tân tiến đến vậy. Ngôi trường này được xây dựng từ nguồn kinh phí mà Sơ Sơn Thị Ninh, chồng con đức mẹ Mân Côi Bùi Thị Xuân Đà Lạt đã vận động các mạnh thường quân với mong muốn tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường.